Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món cá rô phi hấp bia nhé. Đây là con cá của mình. Khi mua về các bạn sẽ làm lại sạch cái phần vảy của cá đi và sát bằng muối rượu gừng các bạn nhé, để làm sạch hết cái phần đen ở trong bụng con cá nhé. Và mình làm cho cái bề mặt của con cá ấy, nó hết cái độ nhớt bám vào con cá các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ khía cái phần con cá này ra khi đã làm sạch sẽ ráo nước rồi. Để cá hấp này nó ngấm gia vị vào, các bạn sẽ khía cho mình cái phần cá ra nhé. Đây, khi cá mình đã khía hết rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ ấy thì mình ướp gia vị vào. Các bạn chuẩn bị cho mình vào đây muối ạ, 2 thìa cà phê muối, 1 thìa hạt tiêu. Ăn bột ngọt các bạn sẽ cho mình 1 thìa bột ngọt nữa nhé. Trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hỗn hợp này vào con cá này. Bụng con cá các bạn cũng cho vào cho mình nhé. Mình sẽ ướp khoảng 15 đến 20 phút ạ, và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi thái các phần rau thơm nhé. Gừng các bạn sẽ đặt vào trong này. Một củ hành các bạn thái nhỏ ra. Các bạn cũng đập ra và mình cũng băm nhỏ một phần nhé. Ớt các bạn cũng thái ra cho mình ạ.
Nếu các bạn không ăn canh thì chúng ta có thể thôi, mình lấy bột cay của tiêu cũng được. Đây các bạn có thể xẻ khúc ra như thế này để mình nót dưới đáy nồi nhé. Vì vỉ hấp con cá này của mình 1,7 cân sẽ không vừa. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi hấp và mình sẽ cho vào đây cái phần sả ở dưới để khi mình đặt cá vào ấy nó sẽ không bị cái phần dính ở dưới đáy nồi nhé. Cái phần thịt là các bạn cũng rửa sạch và cái phần cẳng các bạn cũng cho xuống dưới đáy nồi cho mình cho nó thơm cái phần gốc ấy. Hành hoặc hẹ tùy theo nhé, các bạn cũng rửa đi và mình cắt khúc ra. Bây giờ các bạn sẽ cho mình lon bia vào đây nhé. Rồi, sẽ cho cá vào. Các bạn sẽ hấp cho mình khoảng 15 đến 20 phút nhé. Cá rất là ngon như thế này nhé. Các bạn có thể cho thêm một chút nước tương vào nhé. Khi cái phần thịt cá này nó đã nứt hết như thế này các bạn nhé, là thịt cá đã chín rồi, là chúng ta có thể lấy ra là để thưởng thức rồi các bạn ạ. Như vậy là ẩm thực miền quê mình đã chia sẻ với các bạn cách làm món cá rô phi hấp bia thơm ngon nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình lấy ra là có thể thưởng thức được món cá này với nước bia này, chúng ta cũng có thể chấm cá để mình ăn nhé. Chúc các bạn ngon miệng ạ.